chào tất cả các em hôm nay chúng ta tiếp tục với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của tác giả vũ khoan với văn bản này nhà văn vũ khoan cũng cho lớp trẻ chúng ta thấy được nhiệm vụ vai trò của lớp trẻ đối với tương lai vận mệnh của đất nước của dân tộc cũng qua văn bản này Tác giả lưu ý chúng ta cần nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam để từ đó lớp trẻ tự tin có những bước đi vững chắc bước vào thiên niên kỷ mới. Mục tiêu của văn bản này là trước tiên chúng ta thấy được vai trò của lớp trẻ đối với sự phát triển và tương lai của đất nước. Thứ hai là lớp trẻ cần nhận thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam để từ đó phát huy những điểm mạnh, đồng thời khắc phục điểm yếu để chúng ta dễ dàng hội nhập quốc tế trong thời đại mới. Và cái điểm thứ ba chúng ta cũng thấy được cái trình tự lập luận rất là chặt chẽ. Và trong văn bản, bản này, tác giả sử dụng nhiều cái thành ngữ, tục ngữ vào ý nghĩa hình tượng. Trước khi đi vào tìm hiểu văn bản, thầy mời các em dở sách giáo khoa ra trang 29 để chúng ta tìm hiểu đôi nét về tác giả Vũ Khoan. Vũ Khoan là một nhà hoạt động chính trị. Ông từng giữ nhiều trọng trách trong bộ máy nhà nước. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi Bộ trưởng Bộ Thương mại, và nguyên phó thủ tướng chính phủ. Bài viết này được in trên tạp chí Tia sáng vào năm 2001. Phương thức biểu đạt chính của văn bản này đó là nghị luận. Chúng ta tìm hiểu bố cục của bài văn. Bài văn gồm có 3 phần. Phần 1 là từ đầu cho đến lại càng nổi trội đây là phần mà tác giả lưu ý chúng ta à, chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thì trước tiên là phải chuẩn bị bản thân con người phần thứ hai là từ cần chuẩn bị những cái cần thiết cho đến điểm yếu của nó à, xác định những cái mục tiêu nhiệm vụ của đất nước ta trong cái thời đại mới thế kỷ mới phần thứ ba cái mạnh của con người việt nam cho đến hết chỉ ra những điểm mạnh điểm yếu của con người việt nam nói chung và của lớp trẻ nói riêng để từ đó đặc biệt là lớp trẻ thấy được điểm mạnh để phát huy đồng thời khắc phục những điểm yếu để có những bước đi vững chắc tự tin trước thế kỷ mới để hội nhập cùng với quốc tế Chúng ta sang phần 2 là đọc và tìm hiểu văn bản Phần đọc thì các em về các em cố gắng tự đọc văn bản này Để chúng ta nắm bắt hiểu rõ hơn nội dung của văn bản Người à, ta nói đây là một văn bản nghị luận Thì việc trước tiên chúng ta xác định xem luận điểm chính của bài văn này là gì à, Cái dòng đầu tiên Tác giả Vũ Khoan có viết lớp trẻ việt nam cần nhận ra những cái mạnh cái yếu của con người việt nam để từ đó rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới thì đây chính là luận điểm trọng tâm của bài văn các em cần lấy bút gạch chân đó để cho chúng ta dễ thấy à chúng ta thấy đầu tiên là trước khi đi vào cái phần chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của con người việt nam thì tác giả cũng có cho chúng ta biết được tại sao chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thì trước tiên là phải chuẩn bị bản thân con người đây là một cái lý lẽ lập luận rất là khoa học rất là chặt chẽ bởi vì từ xưa đến nay bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Con người làm nên thế giới, làm nên cuộc sống và làm nên xã hội. Không có một loài sinh vật nào có thể thay thế vai trò của con người. Ừ. Chính vì vậy cho nên là bước vào thế kỷ mới, đặc biệt là trong thiên niên kỷ mới, thế kỷ thứ 21 này thì chúng ta thấy là cái nền kinh tế đặc biệt là kinh tế tri thức nó phát triển một cách mạnh mẽ và vượt bậc thì vai trò của con người lại càng nổi trội hơn nữa khi bước vào thế kỷ mới thì mục tiêu và nhiệm vụ của đất nước ta như thế nào văn bản xác định ba cái mục tiêu nhiệm vụ cần thiết của đất nước trong cái thời kỳ mới này cái thứ nhất là thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp thứ hai à, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và thứ ba là tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức thì ba mục tiêu nhiệm vụ này à, thoát nghèo rồi công nghiệp hóa hiện đại hóa và tiếp cận với nền kinh tế tri thức những năm gần đây chúng ta làm rất tốt có cái mà chúng ta lưu ý nhất đó là cái lạc hậu người nói cái lạc hậu ở đây đó là cái ở chỗ cái ý thức của một số người vẫn còn quá thấp Thầy lấy ví dụ như các em thấy là cái tình trạng mà xả rác bừa bãi đó chúng ta nhắc cái vấn đề này thì chúng ta thấy nó rất nhỏ nhưng mà để khắc phục cái thói quen này thì nó không dễ lấy giả sử như ở gia đình ở nhà ở người lớn ông bà cha mẹ cũng nhắc nhở không xả rác bừa bãi rồi đi vào trường thầy cô cũng có dạy Nhưng mà chúng ta thấy vẫn còn đâu đó Là rác thải Được vứt rất là bừa bãi Ở những nơi công cộng Thậm chí ở sân trường giờ ra chơi à, Chúng ta thấy là sau giờ ra chơi đó Thì rác cũng đầy ngập hết ở sân trường như vậy là từ một cái vấn đề nó rất nhỏ Nó phản ánh được À, cái, cái ý thức mà giữ gìn vệ sinh chung của chúng ta vẫn chưa được đảm bảo, đó là những cái mục tiêu nhiệm vụ của đất nước ta trong cái thế kỷ mới này được tác giả đặt ra, hay nó cũng vô cùng khó khăn, nó là những cái thử thách quan trọng à, đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị, phải có cái ý thức để từ đó chúng ta mới có những cái bước đi vững chắc tự tin sánh vai cùng với bè bạn năm châu trên thế giới đó là ba cái mục tiêu nhiệm vụ được đặt ra đối với đất nước ta trong thế kỷ mới và cái phần cuối cùng của văn bản này chính là cái nội dung trọng tâm nhất là điểm mạnh và điểm yếu của con người việt nam về điểm mạnh thì chúng ta thấy người việt nam của chúng ta có những cái đặc điểm sau đây cái thứ nhất là thông minh và nhạy bén với cái mới cái điều này chúng ta rất dễ thấy ví dụ như là trên thế giới có những cái thành tựu khoa học kỹ thuật nào mà mới xuất hiện hay là nhân loại mới phát minh ra một cái điều gì mới mẻ thì dường như ngay lập tức giới à, trẻ nói riêng và con người việt nam ta nói chung à, luôn sẵn sàng đón nhận và tiếp nhận nó À, cái thứ hai trong điểm mạnh của con người việt nam đó chính là sự cần cù và sáng tạo thì đây là một cái điểm rất quý báu à, giống như ông bà ta từ xưa đến nay vẫn có đề cao cái đức tính cần cù này ví dụ như là kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ hay là có công mài sắc thì có ngày nên kim, cái đức tính sáng tạo cần cù của con người Việt Nam mà chịu thương chịu khó thì chúng ta thấy nó trở thành một cái cái nét đẹp ở trong cái tinh thần cái lối sống của con người Việt Nam cũng được tác giả đưa ra và chỉ ra đó là cái điểm mạnh mà chúng ta cần lưu ý cái đặc điểm thứ ba trong điểm mạnh của con người Việt Nam đó chính là nhân dân ta có truyền thống lâu đời đập bọc đoàn kết với nhau truyền thống tức là thể hiện một cái nét đẹp nó dường như nó gắn liền với con người Việt Nam từ xa xưa và nhất là thể hiện rõ nhất, mạnh nhất khi mà đất nước chúng ta lâm nguy hay bị ngoại bang đe dọa. Hay lấy dẫn chứng gần đây, các em thấy rất rõ. Ví dụ như lúc dịch bệnh diễn ra mỗi mỗi lúc một phức tạp thì chúng ta thấy là cái tinh thần đoàn kết À, đùm bọc sẽ chia cho nhau của người dân việt nam mình nó thể hiện khá rõ giống như ở trong cái tục ngữ Nó nói là Nhiễu điều phụ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng hay là lá lành đùm lá rách đó thì các em thấy là để giúp cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn, khăn để vượt qua cái cái tình hình mà dịch bệnh đó, thì ngoài cái sự quyên góp ủng hộ, thì chúng ta thấy có một cái hình thức rất là sáng tạo, rất mới và được bè bạn trên thế giới à, họ ngạc nhiên, họ khâm phục và họ ngợi ca ví dụ như là cái cây gạo atm đầu tiên là xuất hiện ở quận tân bình thành phố hồ chí minh à, sau đó bây giờ là được nhân rộng ra à, khắp cả nước à, như vậy là nhờ đâu mà có đó là nhờ cái tinh thần đùm bọc đoàn kết nhau của nhân dân ta đó là ba cái điểm mạnh của con người việt nam chúng ta thấy nó là cái điểm mà đáng cho chúng ta hãnh diện tự hào về đất nước về dân tộc thế thì lớp trẻ phải cần nhận thấy rõ được những điểm mạnh này để chúng ta phát huy để từ đó có những cái bước đi vững chắc hội nhập cùng với bè bạn năm châu trên thế giới à, trong cái thế kỷ mới à, bên cạnh những cái điểm mạnh của con người việt nam mà thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu thì cũng tìm ẩn những cái điểm yếu mà chúng ta cần lưu ý cái thứ nhất là cái lỗ hỏng về kiến thức cơ bản và khả năng thực hành sáng tạo của học sinh sinh viên của chúng ta còn rất nhiều hạn chế. thì cái điểm này chúng ta thấy nó do bị ảnh hưởng bởi cái cái lối học, cái cách học của các em nó mang nặng về cái cái kiến thức, nó thiếu những cái tiết thực hành chính vì vậy mà khi mà chúng ta đi vào trong thực tiễn cuộc sống thì chúng ta còn gặp nhiều những cái khó khăn những cái lúng túng à, đây là một cái điểm mà hạn chế chúng ta thấy khá rõ cái thứ hai là người việt nam của chúng ta tuy là có cái đức tính rất là cần cù nhẫn nại nhưng mà lại thiếu cái tính tỉ mỉ. Bất cứ một cái thành quả to lớn nào khi chúng ta đạt được thì nó cũng từ những cái nhỏ nhất. Mà chúng ta thiếu đi những cái những cái tỉ mỉ những cái nhỏ bước đầu thì khó có thể đạt được những cái thành tựu to lớn. Ở điểm này thì chúng ta thua xa người Nhật. Chúng ta không bằng. Này, trong cái thế kỷ mới này, ở mục tiêu nhiệm vụ của đất nước ta là có đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Thì trước khi đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, thì chúng ta phải xây dựng một cái con người công nghiệp. Con người công nghiệp nghĩa là gì? đó là con người à, lao động không những mà có tay nghề cao có trình độ chuyên môn giỏi mà phải tuân thủ những cái quy định nghiêm ngặt về giờ giấc và nhất là những cái công việc mà có cái cường độ khẩn trương thì ở chỗ này chúng ta lại chưa có quen với cái tác phong công nghiệp. Thì khi chúng ta công nghiệp hóa và hiện đại hóa nó gặp cũng không ít khó khăn. Thứ ba là người Việt Nam của chúng ta tuy đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng mà cái tinh thần đó chỉ được thể hiện và phát huy mạnh mẽ, cao độ khi mà đất nước lâm nguy. Hay là có ngoại bang xâm lẫn. nhưng mà trong cái kinh doanh thì chúng ta lại đố kỵ nhau theo nói là trâu buộc ghét trâu ăn thấy người ta kinh doanh người ta làm ăn hơn mình thì lại có cái thái độ là ganh ghét và không có coi trọng cái chữ tính thì đó là ba cái điểm yếu của con người Việt Nam chúng ta cần phải nhận thấy rõ Đấy, chúng ta nhận ra để làm gì à, để khắc phục những cái điểm yếu này và đặc biệt là các bạn trẻ để các bạn chú ý khắc phục nó để hoàn thiện bản thân để tự tin bước vào cái thế kỷ mới có như vậy thì chúng ta mới sánh bước được với lại bè bạn nam châu trên thế giới trong cái thời kỳ hội nhập vậy là chúng ta đã tìm hiểu về những điểm mạnh và điểm yếu của con người việt nam à, tiếp theo đây chúng ta cũng tìm hiểu đôi nét về cái đặc điểm nghệ thuật mà được tác giả sử dụng ở trong bài văn này đầu tiên là cái sự lập luận rất là chặt chẽ được tác giả vũ khoan trình bày trong văn bản, bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới Như là ông đi từ cái chung cái khái quát cho đến cái riêng cái cụ thể à, luận điểm cũng xuyên suốt và rõ ràng đó là ngay từ đầu thầy có yêu cầu các em là gạch dưới cái câu văn mà mang luận điểm chính của bài văn. Đó là điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam mà giới trẻ cần nhận thấy rõ điều đó. Và những dẫn chứng mà tác giả đưa ra trong bài văn rất sâu sắc và có sức thuyết phục cao dẫn chứng thực tế trong cuộc sống mà chúng ta dễ nhìn thấy và trong bài văn ông cũng sử dụng khá nhiều những cái thành ngữ tục ngữ quen thuộc và giàu hình ảnh ví dụ để nói đến à, con người việt nam có một bộ phận một số người chưa biết lo xa đó là ông dùng cái tục ngữ là nước đến chân mới nhảy hay là những cái thành ngữ tục ngữ là liệu cơm gắp mắm hay là để nói về cái sự đố kỵ trong kinh doanh trong làm ăn thì ông dùng đó là trâu buộc ghét trâu ăn để giúp cho chúng ta dễ hình dung ra vấn đề đó chính là cái sự thành công về phương diện nghệ thuật của văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới mà tác giả vũ khoan đã sử dụng các em thân mến vậy là thầy trò chúng ta đã phân tích xong cái văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của tác giả vũ khoan qua đó chúng ta cần nhận thức rõ điểm mạnh điểm yếu của con người việt nam để từ đó chúng ta phát huy Cái điểm mạnh Và khắc phục điểm yếu à, Các em Dở sách giáo khoa ra trang 30 Và chúng ta chú ý cái phần ghi nhớ Ở trong sách giáo khoa à, Thầy có đôi chút dặn dò với các em à, Đối với cái bài học này thì các em xem lại một lần nữa cho thật kỹ những cái điểm mạnh điểm yếu của con người việt nam và nắm được ý nghĩa của các thành ngữ tục ngữ trong bài văn Rồi xem trước cho thầy cái tác phẩm mùa xuân nho nhỏ của thanh hải à, tiếp theo thầy có một cái bài tập nhỏ và các em chú ý về làm cho thầy và các em sau khi làm xong thì một tuần sau các em sẽ gửi mail đến thầy cô bộ môn dạy ngữ văn của lớp chúng ta cái bài tập như sau dân dân ta có truyền thống lâu đời đó là đùm bọc đoàn kết với nhau thì câu nói này thầy trích trong cái văn bản chúng ta vừa học đó là chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của tác giả vũ khoan À, em hãy viết một cái đoạn văn 8 đến 10 câu nêu suy nghĩ về cái truyền thống đó trong hoàn cảnh hiện nay. Thầy mến chào tất cả các em và chúc các em học tốt.